mình thì năm 2020 bây giờ cũng được 4 năm tham gia câu lạc bộ Hyundai của hội golf Đà Nẵng. Nói chung thì mình cũng là cái thể dục thể thao thôi, chứ còn giờ trời cũng không phải là cái môn gì chủ yếu mình ấy. Bây giờ thì là tốt nhất rồi đấy. Nói chung là bất ngờ và hạnh phúc được nhận được giải lớn. Xong mà hồi hộp quá. Cảm ơn ban tổ chức tạo điều kiện sân chơi để tạo anh em kết nối mà một cái giải rất là thành công và hạnh phúc để được đánh cái giải này. Chắc thì mình phải cố gắng rèn luyện thêm, chắc là nếu mà theo thành tích thì mình như này sợ cũng còn yếu.